Xin chào anh chị và các bạn đã đến với clip thứ ba của tuần này ạ. Clip này thì có giao cây Damascus của cây xanh, giao thép giấy xanh, một số giao gọt. Trong video thì em có test có mài bén hai cây. Khi em gửi cho anh chị thì dao em sẽ mài bén sẵn như thế này nha. Tất cả các loại ạ. Đều mài bén sẵn như thế này, dao thép không rỉ thì nó bén như thế này. Dao thép carbon có rỉ nó bén hơn một chút xíu và nó giữ bén lâu hơn một chút xíu nữa. Cây này dao thép giấy xanh. Nó bén thì mình cắt giấy thì mình cũng thấy như vậy thôi, nhưng mà nó giữ bén sẽ lâu hơn. Mã đầu tiên của clip này là C70-230, dao này của hãng Scandinavia Ulum. Dài lưỡi 15,5, rộng 4,1, dày 0,2 cm, cán nhựa, dao một lớp thép không rỉ molybdenum. C71-250, dao khá nổi tiếng của Đức, Zwilling CAHK. 250, dài lưỡi 18,3, rộng 4,5, dày 0,2 cm, cán nhựa. Ở dưới này có logo nữa, dao một lớp thép không rỉ. C73-250, dao một lớp thép không rỉ, tên hãng dập chìm của Newstein. Tên hãng dập chìm, cái hoa này cũng dập chìm luôn ạ. 250, dài lưỡi 15,8, rộng 4,2, dày 0,14 cm, cán ốp cán gỗ. Cán gỗ cái này là viền, cái này nó hơi hở chút xíu anh chị. Cán thì nó có hơi hở, em đổ keo nhé, đổ keo khoảng 1 ly. C73-200, dao GAHK International, dao một hình người của Đức. Cây lưỡi của cây này thì nó hơi, chỗ này nó hơi cong, nó hơi cong nhẹ. Chỗ này hơi cong nhẹ nên giá nó sẽ mềm hơn xíu. Loại này cán gỗ 200, dài lưỡi 17,5, rộng 4,3, dày 0,2 cm, cán gỗ. Da một lớp thép không rỉ, cán gỗ, cán rất là chắc chắn. C74-250, cây này trên đầu nó hơi bị kiểu gì mà hơi vàng vàng anh chị, bị rỗ, bị bám hơi vàng của Jack, của hãng Jack. Tên hãng dập chìm, da một lớp thép không rỉ, dài lưỡi 16,5, rộng 4,1, dày 0,13 cm, nakiri này mỏng ạ. Cán gỗ chỗ này cũng có hơi hở nè, hơi nứt chỗ này xíu, em đổ keo rồi. C75-250, tên hãng dập chìm, khắc tên Nhật ạ, núi Phú Sĩ. Da ba lớp lõi thép carbon, ốp không rỉ, dài lưỡi 15,5, rộng 4,1, dài 0,14 cm, cán gỗ chốt đồng. C74-600, da một lớp này của Kaisen ạ, thép của nó là Solid AOS 10A, mã là VSVKT0718, Kaisen dòng Canso. Dài lưỡi 17,9, rộng 4,9, dày 0,23, chỗ này có vết bị vết bám rỉ. Cây này nó dòng thép là thép không rỉ. Mẹ cái màu này là màu chống dính nha anh chị. Cái này là ốp cán. Này là ốp cán gỗ của Việt Nam á, em làm nó hơi xấu một xíu. Cái này chốt của nó cũng hơi bự. C77-150, da một lớp
thép da 3 lớp loại thép carbon ớt không rỉ. Cây này không có logo, dài lưỡi 16,5, rộng 4,3, dày 0,14 cm. Cán gỗ C78-600, dao Damascus của dòng Classic Sun Grab Sun Kaisen. Lõi thép của nó VG10, 33 lớp, dài lưỡi 10,5, rộng 2,3, dày 0,19 cm. Khâu liền cán gỗ Bacca C79-550, Damascus của Kaisen dòng Classic, dài lưỡi 9,3, rộng 2,1, dài 0,17 cm. Khâu liền cán gỗ Bacca. Khâu cái cây này với cây này nó khác nhau chỗ cái khâu anh chị. Cái kiểu nó vậy nha, có dòng thì có đợt thì nó sẽ không làm cái phần chụp cái đuôi này, còn cái phần có đợt thì nó làm như thế này anh chị. Nếu mà gỡ cái đuôi này ra, chỗ này sẽ là một con ốc vặn từ trên này xuống ha. Cái này nó thiết kế thế này ha, chứ không phải bị mất cái nắp này nha anh chị. C80-180 của Nakano Made in Japan, da một lớp thép không rỉ. Nakano, tên hãng kiểu bắn laser. Khâu liền cán của nó bằng nhựa, dài lưỡi 19, dài lưỡi bằng 9,9, rộng 1,8 cm. Chỗ này nó hơi lõm xuống một xíu anh chị, có một cái chấm ha. Cái lỗi hàng này chắc là hàng mới thanh lý này, cán nhựa này cũng ok, nhựa cao cấp. Khâu liền C81-80.000, cái này của hãng Satake, da một lớp thép không rỉ, dài lưỡi 13,6, rộng 2,8 cm. Cán của nó bằng nhựa. C82-100, da một lớp thép không rỉ, mạ titan chống dính, dài lưỡi 12,5, rộng 2,6. Cán nhựa, không có logo. C83-250, tên hãng dập chìm, dao đề ba nhỏ, dao đề ba một mặt cho tay phải nhỏ, dao một lớp thép không rỉ, dài lưỡi 11,8, rộng 3,2, dày 0,2 cm. Khâu nhựa cán gỗ. C84-150, tên hãng dập chìm, lớp thép thép molybdenum vanadium, thép molybdenum stainless, dao một lớp, dài lưỡi 14,1, dày 3,6, rộng 3,6, dày 0,14 cm. Cán gỗ. C85-150, da một lớp của cây nội địa, hãng tên hãng dập chìm ạ. Một lớp cây nội địa, dài lưỡi 12,2, rộng 2,5 cm. Cán gỗ chỗ này có hở nhẹ 1 dăm. C86-350, thép giấy xanh, cây này lõi của nó là thép giấy xanh ốp không rỉ, tên hãng dập chìm. Cây này không có dập tên hãng là thép, tên giấy là thép giấy xanh nha anh chị, nhưng mà nó là mài lên là thép giấy xanh. Với lại cái hãng này nó chuyên làm thép giấy xanh. Dài lưỡi 14,4, rộng 2,8, dày 0,18 cm. Cán gỗ đẹp ạ. Cán gỗ vân của nó cũng khá đẹp nha. C87-100.000 của Van OS, da một lớp thép không rỉ, mạ chống dính, dài lưỡi 10, rộng 2,3. Cái cán của nó cái thiết kế thế này, thiết kế kiểu cạnh cạnh thế này rất là đẹp ạ. Dùng bóc hành, bóc tỏi rồi gọt hoa quả rất là vừa tay anh chị. C88-120, stainless Made in Japan, tên hãng dập chìm. Cái nắp nó hơi lỏng xíu anh chị. Dài lưỡi là 9,3, rộng 2,1 cm. C87, cái này thì nắp ok. Stainless tên hãng cũng dập chìm, 120, dài lưỡi là 8, rộng 2,1 cm. Cán bằng nhựa, cán và nhỏ vỏ nó bằng nhựa. C90-300, da một lớp thép không rỉ, thép molybdenum của cây,
dài lưỡi 18,8, rộng 2,9, dài 0,2 cm. Dao sashimi Yanagiba dành cho tay phải. Khâu của nó là bằng kiểu này, giống như là ốp nhựa, bằng nhựa nha anh chị. Nhựa bít luôn ở đây và cán gỗ. Cán gỗ chỗ này nó bị mẻ, tụi em phải bo nó lại. Cho nên cái dáng của cái cán nó hơi lạ, cái chui nó hơi lạ, chủ yếu phần mình cầm phần dưới này ha. Cái chui thì không ảnh hưởng gì ha. C51 500, dao cai ạ, dao cai hàng mới thanh lý của hãng bị phá logo nha anh chị. 500. Dài lưỡi 21 ạ, rộng 4,2, dày 0,2 cm. Ốp kim loại cán gỗ bách ca. Cán gỗ bách ca rất là đẹp ạ. Cán gỗ bách ca thì nó sẽ lấy những ưu điểm của cán nhựa và cán gỗ nha anh chị. Gỗ bách ca là pha giữa nhựa và gỗ, nó sẽ hạn chế thấm nước. C92 ạ, 380. Da một lớp thép không rỉ của cai ạ. Dài lưỡi 16,5, rộng 4,7, dày 0,21 cm. Ốp kim loại ạ, cán gỗ ạ. Gỗ bách ca luôn ạ. Dòng này cũng là dòng dao mới thanh lý của hãng bị phá logo ạ. Phá logo chỗ này thì nó sẽ hơi xước xíu anh chị. C93 450 ạ. Dao 3 lớp loại thép không rỉ, ốp không rỉ. Cây này cũng dao của cai. Hàng mới thanh lý của hãng ạ. Đường vân của nó khá là đẹp. Dài lưỡi 16,6, rộng 4,5, dày 0,2 cm. Khâu liền ạ, cán gỗ full tan, gỗ này cũng gỗ bách ca nha anh chị. Khâu liền cán gỗ full tan ạ. C94 ạ, 280, dao cai nội địa, tên hãng Dập Chìm. Dao 3 lớp loại thép carbon, ốp không rỉ ạ. Dài lưỡi 16,6, rộng 4,5, dày 0,18 cm. Loại thép carbon là ốp không rỉ, cán gỗ. Cán gỗ chỗ này có nó hơi hở một dăm nhỏ thôi anh chị. Chỗ này có vết rạn ha. Chỗ này là nó cũng chốt nè, cái chốt nè. C95 ạ, 207, cái dao nhỏ, dao này dùng để lóc để lọc ạ. 207 ạ, của GIHK. Zibulin, hai hình người của đất ạ. Dao có bị bám rỉ lắm tấm nhẹ. Cái dòng này là dán dao nó như thế này nha anh chị, chứ không phải lưỡi nó mòn nhiều đâu. Dài lưỡi 15,9, rộng 3, dày 0,25 cm. Khâu liền cán nhựa. Cán nhựa nhựa hơi bị bạc màu xíu. C96 ạ, 207, tên hãng Dập Chìm, này của Pháp ạ, France. Sabatier 207, tên hãng Dập Chìm. Dài lưỡi 15, rộng 4, dày 0,18 cm. Cán của nó bằng kim loại. C97 ạ, 250, da một lớp thép không rỉ. Tên hãng là in mực, dài lưỡi 17,6, rộng 4,3, dày 0,22 cm. Da một lớp thép không rỉ, mạ cái lớp ngoài là chống dính nha anh chị. Mạ chống dính nó hơi xước một xíu. Khâu liền cán gỗ. Hôm nay em lên tới 3 video. Tại không có tính mấy cái lưỡi, thấy nó hơi ít mà thành ra nó nhiều quá. C98 ạ, 320, tên hãng Dập Chìm của Jeff Clutch. Dài lưỡi 16,9, rộng 4,7, dày 0,17 cm. Cán gỗ. Cán gỗ đẹp ạ, màu gỗ đẹp. C99 ạ, 320, GA HK International, do em quay đặt ạ.
Amway là thương hiệu này, thương hiệu đa cấp, thương hiệu của Mỹ. Dài lưỡi 17,6, rộng 4,4, dày 0,2 cm. Một lớp bản full bản nha anh chị, 320 ạ. Cán gỗ của nó là bằng gỗ màu xanh, ánh xanh ngọc. Cán gỗ ánh xanh ngọc nó chỉ có em quay thôi anh chị. Em quay thì nó làm hoàn toàn là cán gỗ ánh xanh ngọc. Còn có hồi trước em có gặp một dòng nữa, nó làm cán gỗ ánh xanh thôi. Còn lại là hầu như các dao nó không có làm gỗ ánh xanh thôi. Tại vì chắc cái dòng gỗ đó nó hơi đắt. C100 ạ, 230. Tên hãng bắn laser. Dao này cũng còn khá mới ạ. Dao một lớp thép không rỉ, dài lưỡi 16, rộng 4,5, dày 0,16 cm. Cán cây này là bằng gỗ luôn ạ. Gỗ hở một dăm nhỏ. Không quan trọng mấy cái đó hả. C101 ạ, 300 ạ. Tên hãng dập chìm, 5000. Dao một lớp thép không rỉ, dài lưỡi 16,5, rộng 4, dày 0,17 cm. Khâu liền cán gỗ. Cán gỗ full tan, cán gỗ cũng ok. C102, 280. Dao một lớp thép không rỉ, dài lưỡi 16,8, rộng 4,7, dày 0,23 cm. Dao này cán bằng inox ạ. 208, tên hãng bắn laser, in mực hơi bị tróc ạ. Cái này là đường vân, dao một lớp ha, kiểu nó. C103, 220 ạ, thương hiệu này của Đức ạ. International Pemberton. Thương hiệu này là cái số của Đức. Dao một lớp thép không rỉ, dài lưỡi 17,6, rộng 4,5, dày 0,17 cm. Cán gỗ ạ, dao khá mới. C104 ạ, 180. Tên hãng bắn laser còn hơi mờ chữ. Cây này hơi xước. Dao một lớp thép không rỉ, dài lưỡi 16, rộng 4,5, dày 0,15 cm. Cán gỗ ạ. Gỗ của nó kiểu nó có vết vết anh chị, kiểu nó có vết vết sọc sọc. C105, 880 ạ, thép giấy xanh. Tên hãng dập chìm, thép giấy xanh ạ. Thép giấy xanh chà bá luôn. Thép giấy xanh mà nguyên khối nha anh chị. Dài lưỡi 15,5, rộng 4,8, dày 0,17 cm. Thép giấy xanh nguyên khối ạ. Cán gỗ. Cán gỗ chỗ này nó hơi hở nên chợ hở khoảng 1 dăm. Và chỗ này hơi nứt tới đây ha. Em đã đổ keo xử lý. Chỗ này cũng vậy, hơi nứt tới đây. Em đã đổ keo hết rồi ha, keo dán gỗ, keo AB. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi. Nếu anh chị thích kênh thì bấm nút đăng ký để nhận thông báo khi em đăng video mới nha. Em chào anh chị ạ.